Giá heo hơi hôm nay, 18, 9, đi ngang. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành giao động trong khoảng 55.000, 58.000 đồng 1 kg. Thị trường heo hơi tại miền Bắc không ghi nhận biến động mới về giá. Hiện tại, mức giao dịch thấp nhất khu vực là 56.000 đồng 1 kg, tiếp tục có mặt tại tỉnh Yên Bái. Trong khi đó, các tỉnh thành gồm Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Thái Bình và Hà Nội đang neo tại ngưỡng 58.000 đồng 1 kg. Các tỉnh còn lại vẫn duy trì thu mua tại mức 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 56.000, 58.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên đứng yên. Theo ghi nhận, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đồng loạt đi ngang. Trong đó, Heo hơi tại Bình Định và Đắk Lắk đang được thu mua với giá thấp nhất là 55.000 đồng 1 kg. Các địa phương còn lại đang giao dịch ổn định trong khoảng 56.000, 57.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 55.000, 57.000 đồng 1 kg. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng chững lại theo xu hướng chung của thị trường. Cụ thể, 55.000 đồng 1 kg là giá heo hơi được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau duy trì thu mua heo hơi với giá 58.000 đồng 1 kg, cao nhất khu vực. 56.000, 57.000 đồng 1 kg là khoảng giá heo hơi đang có mặt tại các địa phương còn lại. Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 55.000, 58.000 đồng 1 kg.